nói về cái trận chiến ở bên Campuchia thì rất nhiều, nhưng mà có trận tôi cũng vẫn không nhớ. Có một trận là mình bị phục con bắn cái M113 đây này, trên quốc lộ mà tôi không nhớ là quốc lộ nào, nhưng mà tôi đang nhớ là trên đường hành quân quay về Đông Bình, chứ không phải là đánh thẳng Bồ Sát, từ Bồ Sát quay về. Tôi còn nhớ là hắn bị phục mình, hắn bắn cháy mình một cái M113 mà sau hắn sập cái nóc. Mà hắn khiêng cái thằng lái tăng, lái máy, lái xe cái M113 ra mà tôi tiết trương như con bò trong cái võng đang cháy đen. Đó, cái trận nó đánh cũng ác liệt đó chứ ngoài không, khi bọn tôi đàn hắn phục đằng trước tôi, bọn tôi đi đằng sau. Nhưng mà đánh cái trận đó thì cái trung đội tôi vẫn không được cái gì cả. Nhiều trận, rất nhiều trận mà bây giờ tôi vẫn không nhớ, nhưng mà nhiều trận tôi nhớ rất chi tiết. Kho đạn của ta keo lần hai, nổ lần hai đó. Thì đúng thực tế là cái kho đạn đó là tôi nói như thế này này, mà cái kho đạn là tôi rất nhớ, bởi vì là khi đó là đang hành quân truy quét đấy, từ Mạn ở Bu Sát Đông Binh với Công Mông Sa Bư về Tà Keo, đi xuyên tắt rừng chứ không phải đi trên đường lộ, vừa đi gặp địch đâu là đánh đó, để về rút về Tà Keo chuẩn bị cho chiến dịch hai Tà Keo đó. Ai mà tham gia cái chiến dịch Sika Tà Keo là tôi nói thế là hiểu rồi. Thì là đã về bước vào chân đến đất Tà Keo rồi, nhưng mình không biết, nói thẳng. Mà chính ngày hôm đó là tôi cũng cứu cái ông Nhường, nên tôi đã kể rồi. Cái lúc mà tôi cứu cái ông Nhường đại phó C9 ở giữa vòng vây miền luôn. Ông Nhường đại phó C9. Ông Nhường mà sau khi tôi cõng ông ra, mà tôi nói cái lịch sử tôi cõng ông, bởi vì là ông C9 nó đánh không biết rằng bắn lại lọt mẹ vào trong cái mà nó nằm giữa đồng. Nói cái ông Nhường người miền Nam thì là không thằng mũi dám ra cứu ông về, mà ông lại cứ lấy cái mũ ông cứ vẫy bẫy. Thì mình nằm ở trong cái khu vườn dừa, cái khu vườn dừa trong đây không được mũi dám ra. Đó là ở Tà Keo. Về cái núi Tà Keo chuẩn bị mở chiến dịch, đánh chiến dịch hai nữa. Không bắn đó. Cái chiến dịch hai mà cái hôm đó là cái kho đạn nổ, thì trưa hôm đó là tôi vi thấy ông vậy không có mua dám ra cứu ông, mà miên hắn bắn, người là hắn bắn xối xả, cứ lò đầu là hắn bắn. Thì mình bảo đi ông mẹ thật sự, mà bảo là để trong, mà ông lại bị thương mẹ ông không đi được. Mà mình thấy ông cứ như kiểu ông bị thương nặng quá rồi, cứ vẫy đi mà bảo thật nếu mà bây giờ mày bắn kiểm chế nào. Thế là tôi với bò theo, mà cái bờ ruộng của nó lại thấp chứ, mà thỉnh thoảng may là nó có những cái bụi mua với lại bụi lách. Thế ông mẹ mình bò đầu tiên bò mái theo ông mẹ ăn lâu, mà nó phải cách tổng khoảng 50 mét, nó phải xa bên giữa vườn bên kia 50 đến 100 mét vì nhìn không rõ mặt. Mà sau mẹ mình bò mái nó để rát hai cùi tay này, thế là sao mình cứ ngắm vào cái các cái bụi mua hay là bụi ấy mà có cái ụ đất thùng đấy thì đúng bị mẹ Lào hay đạp. Ú Lào không bắn vào, bắn vào véo véo tao Lào nó, tao nằm rầm một phát nằm ở đó. Tao trốn bắn chán đi, xong bắt đầu là ngừng súng hết. Tao lại nhìn thấy cái mục tiêu bên kia tách khoảng 10 15 mét thì có cái bờ cái bụi. Tao Lào tao một đập vô trong mưa. Vô trong mưa thì tao bỏ lại. Bỏ lại thì ông bị một phát nó xuyên từ đây này, nhưng mà không xuyên sang bên đây. Cái tay nó gãy làm ba khúc. Tay đi gửi em băng, sau bắt đầu là băng có một cuộn băng, mình chỉ băng mình vung lung thôi. Một cái tay này thì cây cố cái đéo có, cây cố không có nó, tao bảo bây giờ đi, tôi xé mẹ cái hai cái ống tay áo, tôi xé ra hai cái ống tay áo là tôi quấn lại để cho ông thế này, nhưng máu không ra mấy, hai lần ra hết rồi không biết, máu gì, nó lại chỉ không ra máu mấy, may không vô động mạch thì ông chết, nhưng mà sau ông cũng chết. Thế là tao mới bảo là một ngày mình học nằm lên trên để bò, có mà bò hốc ha, chứ không nằm lên nằm ấy mẹ ăn xuống được không, mình chỉ cựa không bò được. Cái nói là cái khi mình bắn rát quá là mình cho nó nằm lên đây thì mình bò ra, nhưng mà không lê khác, không lết được. Thế tao bảo chết chết rồi nhỉ. Bây giờ anh ôm mới cổ thôi, nhưng mà phải nói cái lúc mình khỏe chứ, tao khỏe lắm, vì ở nhà tao có anh Phân, cứ anh 80-90 cân viên tạ là bình thường. Mình vô là khỏe chứ yếu thì đóng mà gì, nhưng mà hắn đã bị thương, hắn chết là nặng hơn là cái người mình thì bình thường mình ấy. Là bắt đầu tao vi
cái tay ni thì tôi để cho nó thẳng lẳng mẹ hông nách này, còn cái tay ni thì ông cũng mẹ khi ông liệt rồi ông cũng không vĩnh được gì, là mình ôm sốc với hai cái này tôi quỳ đi, tôi đeo khẩu AK vào giữa đây, cứ là tôi còng tôi chạy bắn là đạn cứ cày cái bụi cái theo sau người này mày bắn theo cũng. Thế là đến cái chỗ cái bụi hắn lùm lùm nó xung quanh lùm lùm, mình đéo ai ngờ là có một cái hốc một cái giếng cạn, mình với lộn mẹ nó lộn cả ông lẫn mình, mình nó quạch một phát xuống dưới một cái hốc. Thế là ngồi im đó, ngồi im chê chán rồi. Xong bắt đầu là mà ông vẫn nói mù, đéo mẹ anh cố gắng chịu đau tí gần đã nơi rồi. Thì sau vì vậy mai tao mới bê được ông lên, mà nói chung cái giếng hắn chỉ có cao đến ngang mặt tao thế này, tao mới bê được lên chứ mà ông lên được. Đưa ông lên trước anh. Bê ông lên, đặt ông lên bờ xong. Mà hắn căn bản nó có mấy cái mụn mua to nên là miên nó không nhìn thấy, mình nấp nấp xuống nó không nhìn thấy, nhưng thấy xả bắn chặt chết mà trên đồ nó bắn xuống trên cái đồi. Thế là vì để ông lên xong bắt đầu tao khóa chặt ông vô người, tao chạy một mạch. Tại một mạch may là có cái móng nhà hắn làm cao phải ngang ở đây này, là bắt đầu mình đi đến chỗ cái móng nhà, mình đi dựa vô cái móng nhà, mình đi cho ông ngủ đó mình mới nghỉ được. Nó mình ngừng bắn phát là tao dần dần tao cõng ra thì đi điện cho bọn vận tải lên, nó khi thì bảo là ông về được đến đội phẫu trung đoàn thì nhờ ông chết cấp cứu không kịp, bị vỡ bụng đái vậy đó. Ông đó bạn còn nhớ là ông đại đội một C9 ít. Mà trong khi đó nhá, là hắn ta trung đoàn như kiểu quân lực trung đoàn đến lấy danh sách chức ngang của tao, là như kiểu là hắn đã khen thưởng cái chuyện mà tao đi tao cõng, vì là cái ông nhường hình như là ông ấy ông có cái lời lẽ gì trước khi ông gần chết, ông có nói gì về trên bệnh viện hay là trung đoàn mình không hiểu mà mình không có đó mình không biết. Nhưng mà sau khi đó thì là quân lực của trung đoàn nó xuống lấy danh sách chức ngang đàng hoàng, thì là bắt đầu là đang hành quân tiểu đoàn đi, một cả tiểu đoàn 6 là hành quân chỉ có một hàng thôi, nhưng mà đến gần đó thì chắc chắn là đến địa bàn Tà Keo rồi, mà đến khả năng là đến khu mà Buôn Bút đã đóng quân đến chốt là to rồi. Thì tiểu đoàn triển khai làm ba mũi thì C10 đi trong cùng, là tôi nói trong là trong giáp cái núi đó, còn C11 là đi giữa, còn C9 với tiểu đoàn là đi ngoài cùng. Ngoài cùng là gần như là giáp đường nhựa. Thì là khi bọn tôi bắt đầu đang hành quân thì đến một qua một cái có mấy cái khu ruộng, từ trong rừng đi ra có mấy cái khu ruộng, bên ngoài là có một cái con lộ đất nhưng mà dừa với hắn trồng rất nhiều. Thì thấy miên là hắn không phải là hắn phục, nhưng mà lúc đó là hắn chủ quan cho nên mình đánh rất dễ, đánh chiếm kho đạn là mà sau nó bị nổ đó. Thì là bắt đầu bọn tôi mới triển khai chiến đấu. Tôi với triển khai quân của tôi, cái trung đội tôi thôi, chứ còn nói riêng về trung đội tôi không nói đến trung đội 2. Cái trung đội 2 của anh Hào tôi không nói, C11 nhưng mà có hai trung đội thôi. Lúc đó còn có hai trung đội. Thì là ém quân ra gần đó bắt đầu là miên thiên vẫn đi, đeo súng đi, chứ vẫn không biết là mình đã phục viên gần đó nó rồi. Thì khi bắt đầu nổ súng tấn công luôn thì hắn bỏ chạy thì mình nói đúng là mình cũng bắn một số lần chết tại chỗ, còn một số lần chạy. Thì không biết là C10 bên đây là thấy bọn tôi nổ súng, hắn chắc là hắn phát hiện ra, hắn cũng triển khai hắn tấn công, thấy bọn tôi tấn công hắn cũng tấn công luôn. Thì ra đến cái đường lộ thì là C10 đánh thẳng vào kho đạn, cái không biết là kho đạn, khi đó mình không biết kho đạn, nhưng mà hắn nhìn thấy cái khu nhà kho ở đó, hắn thẳng cái đường lộ vô xăm cho gần sát chân núi đó. Thì là C10 đánh chiếm, là hắn chiếm vô kho đạn, C10 chiếm kho đạn và hắn chốt ở kho đạn luôn. Thì tôi là đánh vượt qua đường thì tôi đuổi một cái số miên nó chạy, hắn bắn khống chế cho mình đừng lên nhanh thôi. Nhưng mà hôm đó hắn chết cũng nhiều. Thì là tôi tấn công đến cái một cái ra nó có mấy cái ruộng thôi chứ không phải là cái cánh đồng. Thì qua mấy cái ruộng nó đến một cái bờ đê. Trước mặt là cái khu ruộng rộng trống nó, tôi mới thấy cái địa hình mình chốt ở đây là hắn thuận lợi, tôi mới triển khai quân để chốt, không cho tấn công lên nữa. Thì là bắt đầu mình đang triển khai cho bố trí cho đảo quân sự. Thì là hai cái cầu cối 6 ở bên cái vườn dừa đó, hắn dã vô đội hình. Thì cả trung đội tôi không phải nói, mà tôi cứ chốt xưa ra không có sợ cối dã chết.
Cô mới bắn trúng đội hình luôn, cô 6 chứ không phải là cô 8. Thì tôi với lại một cái thằng năm, nó thằng năm tôi đang nói là Đinh Văn Năm mà sau nó hy sinh cái trận tôi bị thương đó, là để có một cái ao. Cái ao dài, chiều dài còn phải đến 50 mét. Nhưng mà dưới lòng ao nó hút hết nước rồi. Nhưng mà lòng cát thì tôi ven lại xuống đó, chốt nằm ở dưới ao đó, thì tôi bố trí hết công sự rộng lắm mà nó lại hơi chiều vòng cung. Thì tôi lại chốt ở đó thì tôi rải hết quân, thì cái B2 nó nằm trật mẹ ra ngoài. Thì còn có mình B1 nằm ở trong thôi. Mà C10 là nằm hắn chốt kho đạn nằm bên trong đây nữa. Tôi lại sang tôi bắt tay với C10, không có là sợ chốt đêm. Đấy, đêm là C10 không biết mình ở đây, là có khi là hắn bắn lầm. Thì khi đi lại tôi lại thẳng cái đường lộ đây, đường lộ tôi đi vòng ở đó. Tôi vòng một kho đạn thì tôi sang tôi bắt tay với cái C10 thì tôi thấy. Thì C10 anh chốt để anh giữ cái kho đạn. Khi về thì tôi lại không đi thẳng cái đường. Tôi bố lúc nãy đây cô biết tôi đi mẹ ăn đường đây cho nó gần, tắt mấy cái ruộng. Thì hôm cái lúc tôi về thì lại tôi lại đi tắt ngang mấy khu ruộng. Thì bên trong là một cái khu thốt nốt với lại dừa với lại cây cối cây ăn quả mình thế này. Thì tôi đi đến gần đó thì tôi có một cái mương nước sâu lắm. Thì tôi cứ nghe hắn lội quạc quạc ở dưới đó. Thì tôi lại tưởng lính C10 nó tắt cá đi. Thì mình lại tưởng lính C10 là mình, nhưng mà lúc đó ở trong chiến đấu nói đúng là mình nghe tiếng động chả biết ta hắn, mà lại không thấy đầu, cái mương sâu lắm. Thì tôi mới chạy nhanh đến cái chỗ cái cây thốt nốt. Đấy, cây thốt nốt ở gần cái mương đó, sát cái mương, cách cái mương khoảng 7-8 mét. Bởi vì tôi cứ nghe ổm ở dưới. Thì tôi lại nép đó, tôi lại không ngóng xuống mương. Tôi mở khóa an toàn thì tôi lại cứ chỉa súng vào cái hướng cái mương cụt nó lên đây này. Thì là một thằng miên lắn như đi là nó lò lên, là tôi với cho hắn lò lên rồi tôi bắn này. Là miên bao giờ hắn cũng có cái khăn nó chỉ trên đầu. Nhưng mà cái chỗ nó hơi trơn trơn. Thì hắn lò đầu lên một phát thì tôi nhìn thấy cái ngang cái khăn này phát thì lại trượt. Cái thằng miên lại trượt xuống. Tôi biết là miên rồi, bắt đầu là tôi với nằm, tôi ép đầu, tôi quỳ xuống cái ngắn ngay cách nó còn hơn chục mét thôi mà. Rồi bắt đầu là hắn vừa với ngựa, vừa cái thằng đó là đeo M79. Thằng bên đó đeo M79. Thì anh vừa với lỗ ngang đầu lên, tôi xả, tôi đáp liên thanh luôn một phát là hắn lật ngửa ra. Thì cái thằng miên đằng sau hắn thấy tôi bắn một phát là hắn chả có đường mô vì hai cái bờ mương cao lắm. Rồi bắt đầu hắn lại cứ chạy dưới nước mà nước nữa đây này. Hắn chạy dưới nước thì tôi phi liền lên. Tôi phải xả súng tôi bắn. Thấy máu cái nước thì bùn, cái nước đục lắm, cái ngoài nước trong lắm. Tôi xả súng tôi ngắm tôi bắn lên này này. Thằng nó đeo AK. Nhìn thấy hắn vẫn xách khẩu AK chạy chứ không phải là hôm nay tôi bắn bắt đầu. Thấy chìm xuống thì máu lây loáng rồi. Cũng cả mà tôi không kịp lấy cái khẩu M79, tôi sợ miên nó đông mà có mình tôi để tắt thằng đó. Tôi mới xách khẩu AK tôi chạy. Rồi chạy tắt về cái chỗ cái ao á. Thì tôi nói đến cái đoạn cái ao thì lại cái khi nó xuống là có một con lợn trắng. Thì cái thằng Năm á, hắn lại bộ Quang ơi, tao mày bắn mẹ con lợn đi, tao bắt mèo cho mà ăn, tao luộc. Mà có đúng con rau cạo râu ngày xưa, rau bằng hai tao bán tay này, hai tay. Mà hắn mổ được con lợn á. Thì hắn lại luộc cái mèo này tim với gan. Với một cái thằng mạnh người Thái Bình. Và hắn đeo B41 rồi tôi bỏ mới nằm đào cái công sự hắn gần đây. Trường hợp mà có tăng có tiếc thì hay là ấy, tao cần đông là mi phải đem khẩu B41 lại cho tao bắn. Thì tôi mới nói là thì tôi vừa mới về được một lúc thì anh Hoàng bảo một cái thằng liên lạc, nó lên nó gọi bảo là anh lên hội báo. Thì tôi lên hội báo thì anh Hoàng anh bảo Quang ơi, ở đây là tà keo gần về đến nước rồi. Đấy, em cố gắng lên, khả năng mình được về nước. Đó, tôi nói nguyên văn của anh Hoàng đó nè. Còn anh có nói này, từ giờ đến tối thì là có một đơn vị quân chủ lực của bộ vào thay cho 339. 339 rút ra nghỉ ăn dưỡng. Đấy, đó là luôn nguyên lời anh Hoàng, thì mình bảo là mình rút ra là ngon rồi. Yeah. Ăn thay chốt cho mình. Thì tôi nghe tiếng đề một của tăng, đề một là tôi nghe anh đến rầm một phát anh bắn là một tí phát là kho đạn nổ luôn. À. Tôi tin chắc là cái xe tăng nó bắn một kho đạn nó hủy.
chứ không phải là mình hiện giờ. Một số anh, có anh ở Thái Bình hôm nói là bảo là cũng coi qua cái kênh của chú đây này, sao cũng điện cho tôi, cũng nói là bầu là hắn đặt mình hiện giờ, nhưng không phải. Không phải đúng cái hôm đó là cái quả pháo tăng. Nếu ai mà chốt bắt đầu C10 hắn chạy là hắn không chạy chứ, mà hắn leo thẳng lên đường chạy bùi chứ. Hắn chạy thì là, mà khi khổ đạn nổ kinh lắm. Tôi nói thẳng luôn là mình tôi cách xa được khoảng tầm 400 mét. 400-500 mét chứ đó. Là bắt đầu khổ đạn nổ. Cách khổ đạn. Vì tôi chốt rồi đó mà. Thì là C10 anh chạy thì tôi không để ý, nhưng mà lính của tôi bảo anh Quang ơi, C10 bật chốt rồi. Đó, tôi bảo là không được chạy, không được chạy. Phải chốt ở đây, không được chạy. Trường hợp mà Miên hắn tấn công đằng sau thì là có C9 với tiểu đoàn nó nằm đằng sau, nhưng mà hắn nổ như thế C10 anh phải chạy thôi, chứ không là gần có mà chết. Hắn nổ được một lúc, thấy C10 chạy mũ mịt trên đường. Thì tôi nói cái lúc đó bắt đầu Miên hắn phản công. Cái mũi của bọn tôi là hắn phản công, mà may là tôi đã chốt ở đó rồi. Hắn tấn công liên tục, bắt đầu là cố bắn giã liên tục của đội hình. Thì tôi nói là tôi lấy khẩu B1 của cái thằng máy, tôi bắn hai phát vô cái cối đang giã. Hai khẩu cối để rất gần nhau, bắn hai quả B1. Tuy là hắn chỉ dừng một tí xong bắt đầu tiếp tục bắn giã để Miên hắn vẫn tấn công lên. Đấy, tôi phải nói thế này này. Sau tôi bảo đưa B40 ra. Thì tôi ngắm là ngắm hết thước ngắm, và tôi còn trách thêm một tí nữa. Thước ngắm của B40 chỉ có 150 mét, là hết thước ngắm. Nhưng mà tôi lại còn trách thêm cho vuông góc 45 độ này là đi xa nhất rồi này. Bởi vì tôi khẳng định là chưa chắc quả B40 ra đấy. Nhưng mà tôi nói lần đầu tiên tôi bắn B40 mà tôi sau tôi không dám bắn rồi này. B40 mình bắn cái tiếng nổ của nó chỉ nghe đến tông một phát thôi, không nổ to như B1, nhưng mà choáng hết cả cái ba cái tai mình rồi. Và tôi bắn một cái B40 là vọt qua đó là nổ mù mịt, đó là không thấy cối giả nữa, còn không biết trúng hay không thì mình không biết. Nhưng mà B40 bắn, tôi nói là bắn rất lòng óc chứ không phải không. Nhưng riêng cái B41 là mình nghe đến rầm một phát là nghe xẹt phát là đi. Nhưng mà mình rất là êm, trong người mình không choáng đầu quá. Cái là bắt đầu Miên tấn công luôn. Tấn công là đúng là mồm vừa ăn mồm vừa nhai vừa đánh nhau, tôi không nói đi. Thì tôi với hắn vừa mới nhảy lên khỏi cái bờ ao. May là hai gốc, cái gốc chừa thì hắn lại không phải liền ở dưới gốc, nhưng mà lên có hai chạng mà to. Thì tôi phát hiện thằng Miên hắn nằm ở góc ruộng. Hắn phải cách tầm khoảng gần 200 mét, không đến 200 mét, nhưng mà gần 200 mét hắn đã tấn công lên đó rồi. Hắn bám theo ở đó có một cái khu như cái vườn cây ăn quả, nhưng mà hắn thưa thưa thôi chứ không dày lắm, nhưng mà hắn bám theo đó để hắn tấn công lên. Còn cái mũi đằng đây là bắt đầu hắn vượt bờ đê, hắn tấn công lên. Thì nói thẳng luôn là tôi đầu tiên là tôi phải dặn anh em là cho hắn lên gần mới được nổ súng, đang xa là đừng có nổ súng. Nhưng mà may là mấy cái ruộng là cái bờ rất thấp, cái bờ hắn tè tè thôi. Thì hắn phát hiện tôi với thằng nằm cái thằng Đinh mà nằm đó, vừa phải lên vừa phải nấp vô đó, khẩu AK vừa phải nấp vô đó phát. Hắn chơi một quả B1, hắn bắn quả B1 thì tôi biết là hắn bắn rồi, khói đen là bầu nấp đi nắp. Thì hai thằng đang né hai bên này là không ấy nữa, úp mẹ đầu vô trong giữa cái góc rồi. Hắn bắn cái đúng giữa cái góc luôn. Thường nói sao hắn bắn giữa cái góc thì nổ rầm một phát, khói mù mịt. Thì tôi không thấy, tôi không việc gì cả. Thế tôi bảo Quang ơi, mày có việc gì không? Bảo không việc gì cả. Thì tôi vi xong đang ngủ mịt rồi, thì tôi mới nhìn thấy thằng Miên hắn lại bắn xong quả đó, hắn lại lồm cồm hắn định dậy. Thì tôi ngắm từ điểm xạ mấy phát ta ca, thì hắn cũng dúi súng của hắn bắn cái thằng đeo B1 rồi. Thì thấy hắn khụy hắn nằm xuống đó, nhưng mà không biết có chết hay không. Lúc sau thì hai ba thằng Miên ở trong cái góc ruộng lại có mấy cái bụi như lau lách, hắn lao ra để một là tôi đoán là hắn lấy khẩu B1. Tôi lắp đạn vô, tôi ngắm đúng tầm thì tôi giáng một phát. Nhưng mà hắn nói đúng là hắn nằm ở nơi cái góc ruộng. Nếu không trúng mấy cái thằng Miên đó thì hắn đỡ, hắn thục vô cái bờ hắn cũng nổ. Thế là sát bờ mà. Cho nên rất nguy hiểm là cái chỗ mà cái đằng sau hắn cao hơn. Mình mà đánh mà đằng sau cao hơn mà hỏa lực hắn bắn là hắn vô cái bờ nên mình chết. Thì tôi bắn một phát đúng vô cái góc ruộng, hắn nổ. Râm một phát là mù mịt, tra thấy thằng mù vừa quậy. Thì sau đó thì bắt đầu là Miên hắn tấn công liên tục cho đến tối đen.
tối đen thì tôi nói bây giờ tối đen bắt đầu chiều tối phát là thánh rừng. Thánh rừng là mình tin chắc là không tấn công nữa. Không tấn công nữa thì tôi vẫn cho anh em tôi đi từng công sự một. Đúng lúc đó tôi đi từng công sự một, tôi bảo là bao giờ tao hô rút thì mới được rút, còn tất cả không được rút. Thì bây giờ nếu mà rút ra BC-10 là hắn chạy rồi. Mà lúc đó là kho đạn nó đang nổ rầm bắt đầu là các cái thùng khói cay này. Nhưng may là gió lại thổi về đằng biên, chứ không thổi về đằng mình hôm đó bọn tôi cũng phải chạy. Chứ đừng có nói không chạy với hắn được. Thì khói cay mình có chịu được không mà không chạy lên hắn bắt sống luôn. Thì là tôi may là hắn lần đầu tiên tôi thấy cái thùng khói cay là hắn đen xỉ mà có cái quả như thế này, hắn dài tầm đây này. Mà trong cái thùng hắn đã nổ rồi, hắn cứ bụp một hắn lại phụt một quả nó nổ nữa. Đó, hắn đang nổ giờ là hắn cứ nổ đó, hắn cứ phụt ra đó. Hắn biết mình chốt ở đó, ban ngày hắn tấn công lên đó, gần lên đến nó khoảng vài 30 mét, 40, 50 mét, bắt đầu là hắn bắn như vãi đạn. Ôi trời, tôi nói đang ăn dở lè thốc ra, bắt đầu là lao lại bờ là may là cái hôm nó không tối lắm mà miên thì mặc áo đen. Tôi chỉ thấy bò lủng ngủm cựa quậy lên mình mới phát hiện đen xì, nhưng mà phải ghé sát xuống mới thấy. Đường trời nó sáng sao chứ không phải sáng trăng. Đấy, sáng sao sao dày đặc, tôi đang nhớ sáng sao mà trời nhìn mắt mình lúc đó mình tin là mình nhìn nó vẫn đang phát hiện được người. Đầu tiên thì rút lựu đạn ném. Thì thằng may lắm gì đeo ba quả lựu đạn ném sạch lựu đạn rồi thêm chu lên ô trời thôi thì AK rồi nhưng mà tăng cá trung đội tôi là bắt đầu làm tấn công cả một cái dàn rộng nữa. Thì tấn công liên tục mà hắn không lên được. Bọn tôi may là tôi có cái ao, mà cái ao là lợi thế của bọn tôi là bên cái chiều hông này. Chiều hông bên tay phải của tôi này. Ở bên trong cái chỗ kho đạn ra đó. Thì bên ngoài cái bờ ao là có giữa là có một cái mương, bên ngoài nó có một cái bờ đất ao. Cho nên bên mươi với DK hắn bắn, ở trong hắn bắn ra là hắn vô mẹ cái bờ bên đó nổ, nhưng không chưa vô được cái bờ ao. Còn hắn bắn cao lại vọt qua bên tên nổ. Thì phải quần nhau với hắn đến tầm khoảng 10 giờ. 10 giờ thì cái thằng liên lạc hắn lên thì hắn cũng không lên, nhưng mà hắn nằm ở đằng sau, hắn bảo anh Quang, anh Hoàng bảo là rút. Rút ra vườn dừa, đằng sau. Thì Miên nó đang tấn công, mà thậm chí có thằng Miên tôi không phải nói đi, hắn bò lộn cũng cách thằng mười mấy mét thôi chứ không phải là mấy chục mét thôi. Tôi bảo chờ mà chạy là chết, chạy là hắn đuổi mình không có biết lối mô mà Miên đang tấn công, nó đang đánh như thế. Mà cái thằng liên lạc nó la, nó gọi tôi thì lại Miên nó tưởng mình hô tấn công thì hắn cũng không hiểu là lính mình nói cái gì cả. Thấy la là hắn bắn xôi xả thông, rút được tất cả tiểu đoàn, cái thứ rút hết ra đằng sau rồi. Cho cái sư 320A vô thay chốt của quân đoàn 3. Thì tôi với bảo là không, tôi lại đứng lên tôi hô bảo là chưa được rút. Bây giờ nếu mà hắn nghe rút thì hắn bỏ mẹ chốt, mình nằm trong cùng một vây, bị hắn vây luôn. Miên nó tấn công ở bên ngoài đấy luôn, mà may là cái hôm đó là tôi bố trí cung sự là hơi bị rộng. Cho nên là tôi hô trung đội tôi là bao giờ tao hô rút mới được rút. Mình càng nói càng hô thì nó bắn càng tợn. Có cái tôi đứng ở dưới cái ao tôi ló đầu lên tôi nói. Thì là sau hắn đánh tất cả là rút hết ra rồi. Thì hắn tấn công bao nhiêu đợt nhưng mà không, bọn tôi vẫn cố thủ ở đó. Bởi vì hắn ở ngoài bờ ruộng thì hắn lên. Mà tôi bố trí cái hùng nó may là nói đúng là hắn hơi hình vòng cung. Mà lại ở ngoài ruộng không, mà bên trong cái bờ này, bờ cây. Cây cuốn lung tùm như cây cỏ dại thôi chứ không phải là cây ăn trọc. Mà có một cái bờ lườn xung quanh như là hắn rất cao. Đấy, cho nên cái lợi thế của tôi nữa. Thì đang một lúc sau thì là thằng liên lạc hắn lại bò lên gần đến nơi, hắn bảo anh Quang ơi. Hắn kêu ở trong mồm bên này chứ không phải là lên đến nơi báo cáo, mà hắn cũng không dám lên bởi vì tối lên nó sợ là lính mình lướng ngà lướng ngướng bóp chết luôn. Chuẩn bị là một đại đội trinh sát của trung đoàn lên hỗ trợ để cho trung đội ai tốt ai rút. Ô thì tưởng lên là rằng tên lên cách mồm đằng sau 40-50 mét là bắn như bốc đạn vả vào lưng mình. Tôi chửi ác lắm, bắt đầu hắn mới dừng. Hắn dừng, nó có lên mẹ hắn mồ. Hắn lên đó nằm mẹ nó có mình. Mà sau tôi nói phải đến hơn 11 giờ là tôi thấy tạm thời, khi mà tôi ném lựu đạn này, tôi bắn bên nút này,
nhà đạn AK vụ trong các cái bụi mà mình nghi là miền sẽ nắp đó. Mà trong số đó là tôi nói hôm tôi ném trời ném đất ném vô mấy cái góc ruộng mà bụi bụi ném mấy quả lựu đạn vô đó là thấy miền chắc là bị thương trả thằng đất không bằng con thấy là giận lắm. Ném trời đời vô đó thôi nhưng mà cũng không thấy miền hắn bắn lại mấy cả. Thì tôi vì tôi đứng này tôi la tôi bảo là chuẩn bị rút. Nếu miền không tấn công là chuẩn bị rút, bao giờ tao hô rút là rút để cho con bắn không. Thì là không thấy miền nó bắn. Mình la tận nhưng mà cũng không thấy bắn trả. Thì tôi bảo tôi khi đó tôi đứng hẳn lên chiếc bờ ruộng. Tôi hô là tất cả là rút về phía sau. Tôi đi dọc theo đó. Là tôi hô rút không có sợ là đứa hắn không biết là hắn trật lại là bị miền nó vây lên bắt mẹ. Sau đó rút là giờ, rút cách nào? Rút nghĩa là cứ tự động rút ra cái ở đằng sau là có một cái dãy dừa, cái đường lộ của mình hôm trước khi chiều mình đánh bật qua đây này là rút về đằng sau. Gì thì ra đằng sau nhá. Lính của sư 30 hắn đang 30A là hắn đang đứng nghĩa là hắn chờ vô thay chốt. Thì khi rút ra ngoài đây an toàn rồi thì là anh Hoàng bắt tôi ra cái khu đường nhựa, mà cái đường nhựa đó là cái đoàn xe của quân khu về lấy hàng Tết là bị nhiên nó đốt hết. Tầm khoảng gần 100 cái xe đó, cả xe ca, xe đò là cái xương đang còn. Nếu mà ai mà sau này mà đi qua là cái bộ xương của những cái xe mà đi về lấy hàng Tết cho mình. Kể cả là xe ca, cái xe chủ yếu là xe ca, còn xe tải này có ít. Là cháy cái đâm đầu xuống dưới là nó đốt hết đó, là đốt ra cái đoạn đường chúng A3. Cái nói đúng là gì này? Đúng như khi mà mình mở chiến dịch là mình lên mình bắt sống được tù binh và bị thương mình phải băng bó cứu người ta luôn, không được bắn. Đó là nguyên tắc. Trừ trường hợp cái nào nó tấn công lại cho nó. Trường hợp nó bắn mình phải bắn. Chứ còn nếu mà hắn đã bị thương cái nào mà đó rồi là khi tôi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu là bảo là bắt sống được thương binh lên mà gặp hắn là gọi là thương binh đó là chưa chết là phải băng bó cho người ta. Mang về chữa cho người ta như là một thương binh, như là lính của mình. Đó là cái chính sách của mình nhắn như nữa, chứ không phải là lên rồi thấy nhắn là để bắn nó chết. Cho nên tôi gặp rất nhiều thương binh nhắn cụt chân có này, hắn bị vô bụng hắn không chạy được. Nhưng miên thì đúng là tôi chết cho hắn nữa. Hắn xẻo từng mảng một chứ không tha cho mình. Nhưng mà nói đúng là tôi nhiều khi mình rất căm thù, mình tưởng tượng mình gặp hắn là mình cũng xẻo hắn luôn chứ không phải không. Vì là nói với hắn dã man quá. Ta phải nói là hắn quá dã man chứ đừng nói dã man. Là tôi không bao giờ tôi bắt. Mà là đặc biệt đàn bà con gái biết là mình thả hắn ra có không khéo là đến nhát nữa là không khéo là rơi lại mình luôn ngay tức khắc luôn đấy chứ đừng có nói. Nhưng mà không bao giờ đàn bà mình bắn, mình giết người ta. Đàn bà là mình không, mình cảm thấy như người đàn bà nó không có tội, nói thẳng là những người không có tội. Nếu khi bắt đầu mình mở chiến dịch sang đó là mình trung đoàn tiểu đoàn nó phổ biến là nếu mà bắt sống được thương binh của nó là phải băng bó cho người ta, đưa về tuyến sau chữa trị cho người ta, chứ không phải là lên rồi mà bắn chết người ta được không. Chứ không phải là bầu cứ thấy địch cái đó là hắn bị thương rồi lên mà thịt hắn là không có đâu. Đúng là cái chính sách của mình là nhân hậu.